Vừa qua, nhà báo tự do Brett đã có bài bình luận về động thái của Tổng thống Joe Biden khi ông ủng hộ đạo luật PRO, một đạo luật có thể ảnh hưởng tới thu nhập của hàng chục triệu người lao động tự do. Với sự gia tăng của các công việc tạm thời hoặc bán thời gian như là lái xe Uber và các hình thức làm việc độc lập khác được kích hoạt bởi môi trường kỹ thuật số, hơn 57 triệu người Mỹ hiện đang làm các công việc tự do ở một mức độ nhất định. Nhưng Tổng thống Biden vừa tán thành một đạo luật lao động cấp tiến gây nguy hiểm cho sinh kế của những người này. Gần đây, các đảng viên Dân Chủ tại Hạ viện đã tái đề xuất đạo luật PRO. Một trong những bước cải cách sâu rộng sẽ khiến cho nhiều hình thức làm việc phổ biến của người lao động độc lập, người làm việc tự do trở thành bất hợp pháp. Đạo luật này dựa trên một điều luật của tiểu bang Cali. Nó thậm chí không hiệu quả tới mức cử tri ở bang cực xanh như Cali còn phải bỏ phiếu để mà thay đổi. Tòa Bạch Ốc cho biết trong một tuyên bố, chính quyền đặc biệt khuyến khích Hạ viện thông qua đạo luật PRO và mong muốn hợp tác với Quốc hội để ban hành đạo luật quan trọng này nhằm bảo vệ quyền tổ chức và thương lượng tập thể của người lao động. Đạo luật này sẽ củng cố nền dân chủ của chúng ta và nâng cao phẩm giá ở nơi làm việc. Khác xa với nâng cao phẩm giá, trên thực tế, đạo luật này sẽ tước đi hàng triệu thu nhập của người lao động. Mục đích của đạo luật này là ngăn việc người lao động bị phân loại sai thành người làm nghề tự do. Điều này nhằm buộc các công ty thuê những người lao động độc lập trở thành nhân viên toàn thời gian. Tuy nhiên, định nghĩa về thế nào là người làm việc tự do của đạo luật PRO hạn hẹp đến mức người lao động chỉ có thể cung cấp dịch vụ làm việc tự do ngoài mục đích thông thường của công ty. Ví dụ như là Uber là một công ty về lái xe, vì vậy công ty này không thể thuê tài xế tự do, nhưng nó có thể sử dụng người làm việc tự do đối với công việc dọn dẹp vệ sinh. Về cơ bản, nếu như đạo luật này được áp dụng, các công việc tự do linh hoạt như tài xế Uber hoặc là viết báo bán thời gian sẽ là bất hợp pháp theo cách hoạt động hiện tại. Kết quả là một số người có thể được thuê toàn thời gian, nhưng nhiều người khác sẽ mất việc hoàn toàn, và nhiều người làm tự do không muốn trở thành nhân viên toàn thời gian. Những người làm việc tự do như là các bà nội trợ hoặc là nhân viên sau giờ làm thường bị thu hút bởi lịch trình linh hoạt và các công việc tạm thời như viết lách tự do hoặc là lái xe Uber. Theo Forbes báo cáo, hơn 70% trong số các người làm tự do nói rằng họ làm việc tự do theo sự lựa chọn của riêng mình, chứ không phải là vì họ không tìm được một công việc toàn thời gian. Làm việc tự do cũng có thể kiếm được rất khá. Theo một cuộc khảo sát vào năm 2019, 40% người làm việc tự do kiếm được hơn là 100.000 đô la Mỹ hàng năm, 35,7% kiếm được từ 50.000 cho đến 100.000, và đó là chưa kể đến việc được làm ông chủ của chính mình và có thể lựa chọn các dự án mà mình muốn đảm nhận, có lịch trình linh hoạt là những đặc quyền khá là hấp dẫn. Đạo luật PRO sẽ lấy đi tất cả những điều này khỏi hàng triệu người làm việc độc lập, những người đã bị giới tinh hoa tự do tuyên bố bị phân loại sai hoặc là bị lợi dụng. Ông Biden tuyên bố đây là một cuộc cải cách ủng hộ lao động, nhưng các cuộc thăm dò nhất quán cho thấy rằng trên thực tế, những người làm nghề tự do không ủng hộ hoặc là không muốn đạo luật này, và đại diện của hầu hết mọi nhóm công nhân đã vận động mạnh mẽ để được miễn trừ khỏi đạo luật ủng hộ lao động này khi nó được thông qua ở Cali. Uber gần như đã phải đóng cửa hoàn toàn các hoạt động ở tiểu bang Cali, và hàng trăm nhà báo và nhà văn tự do làm việc tại Cali đã bị cho thôi việc. Những người bán hoa, nhạc sĩ, dịch giả và một số loại công nhân khác đã bị tổn thương bởi các cuộc đàn áp của cơ quan quản lý, và hầu như không ai thực sự được hưởng lợi từ đó. Thế thì vậy tại sao chúng ta lại muốn đưa đạo luật rối loạn này ra toàn quốc? Theo khuôn khổ của đạo luật PRO, các công ty dựa vào lao động bán thời gian như là Uber, giao hàng tạp hóa, không thể tồn tại theo cách hiện tại. Họ sẽ phải xếp lại hoàn toàn mô hình kinh doanh của mình và hoạt động giống như các công ty taxi, và các công ty đó lỗi thời đi trước hoặc là phá sản khi cố gắng thuê mọi tài xế hoặc là người giao hàng như là nhân viên chính thức. Hàng triệu công nhân sẽ mất đi tính linh hoạt, vốn là điểm hấp dẫn của các công việc tự do. Những công việc vẫn còn tồn tại tại các công ty này sẽ nhanh chóng bị buộc phải trở thành loại công việc hành chính từ sáng cho đến chiều, mà nhiều người lao động tự do muốn tránh điều này. Tổng thống thực sự chỉ đang giúp cho các quan chức công đoàn, những người muốn cạnh tranh ngoài vòng pháp luật với mô hình kinh doanh truyền thống của họ. Vì vậy, đúng thế, động thái mới nhất của Tổng thống Biden có thể khiến cho các quan chức công đoàn hài lòng, nhưng không có gì ủng hộ lao động ở đó. Và đây là một tuyên bố của bài chia sẻ. Thực tế, đây chỉ là chia sẻ của một cá nhân về một quan điểm nhìn nhận vấn đề thực tại và mong mỏi một cuộc sống thực sự là tốt đẹp hơn nữa,
và cơ hội việc làm được mở ra đối với tất cả mọi người để làm cho nền kinh tế phát triển hơn. Con số hơn 800.000 người Mỹ xin trợ cấp thất nghiệp. Đây là một con số vô cùng lớn. Và nhiều người Mỹ Việt chúng ta đặt ra vấn đề lấy đâu ra để mà trợ cấp cho con số ngày càng tăng như vậy? Phải chăng những người đang làm việc vất vả, những người đóng thuế vẫn còn phải mệt mài làm việc để giúp cho nhiều di dân bất hợp pháp có thể sống được ở tại Hoa Kỳ hay không? Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm xuống chỉ còn gần 800.000 người, nhưng đây vẫn là một mức rất cao so với con số trung bình thời gian trước khi đại dịch bùng phát, và cũng cho thấy là các doanh nghiệp tiếp tục sa thải nhân viên. Chắc hẳn trong số hoàn cảnh này, không ít người Mỹ gốc Việt chúng ta, bởi những người cũng đang muốn trở thành những lực lượng lao động làm việc để tự mưu sinh cho cuộc sống của mình. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh thực tế mà nhiều người đang phải thất nghiệp và phải sống dựa vào trợ cấp. Bản báo cáo của Bộ Lao động Hoa Kỳ cho thấy có sự sút giảm về đơn xin trợ cấp thất nghiệp so với trước đó và số thấp nhất là từ 2 tháng nay. Tuy nhiên, trước khi có dịch từ tháng 3 2020, số đơn nộp hàng tuần chưa bao giờ vượt quá con số là 700.000, ngay cả trong thời gian đại suy trầm. Như vậy thì con số đưa ra phản ánh thị trường lao động của Mỹ vẫn còn bị ảnh hưởng của đại dịch, với số người được nhận đi làm giảm liên tiếp trong những tháng qua. Và đây là một lý do chính khiến cho tân Tổng thống Joe Biden phải thúc đẩy Quốc hội thông qua kế hoạch trợ giúp kinh tế trị giá là 1.900 tỷ đô la Mỹ. Và nhiều người nói rằng con số này thực sự là khủng khiếp. Với số tiền lớn như vậy thì liệu chính phủ lấy tiền đâu ra? Và rồi lại phải in tiền, và rồi lạm phát lại tiếp tục, người dân lại tiếp tục đóng thuế. Nhìn thực tế, tình hình kinh tế vẫn còn được coi là yếu kém, đang có một số dấu chỉ khích lệ cho thấy mức bán của xe hơi tăng trong tháng và lĩnh vực cung cấp dịch vụ đang trở lại. Lĩnh vực xây cất nhà tiếp tục vững mạnh. Đây là đánh giá của những người khách quan nhìn chung quanh, và nhiều người Việt chúng ta cũng mong rằng đây là điều sự thật, cuộc sống sẽ trở lại trong năm 2021. Thực tế, giới chủ nhân cho đến nay vẫn tiếp tục ngần ngại không muốn nhận thêm người do người dân của Mỹ có sự dè dặt trong chi tiêu. Và nhiều người phản ánh về sắc lệnh của tân Tổng thống Joe Biden về ngưng đường ống dẫn dầu đã làm mất đi hàng triệu con việc làm cho dân Mỹ. Và hẳn nhiên con số thất nghiệp càng tăng cao. Đối với những người Việt chúng ta đang định cư tại Mỹ chăm chỉ làm việc, hẳn nhiên không ai muốn ở nhà để ăn trợ cấp thất nghiệp, bởi lẽ mọi người đều hiểu rằng ăn trước và trả nợ sau. Và mọi người cũng mong rằng nền kinh tế mau hồi phục trở lại, có công ăn việc làm cho mọi người và có khả năng chi tiêu trong đời sống cho nó khấm khá hơn trong suốt thời gian khó khăn vừa qua. Vừa qua, một giới chức quốc phòng xác nhận với truyền thông là việc điều động lực lượng vệ binh quốc gia trong đợt lễ nhậm chức tổng thống mà thôi. Chỉ riêng trong đợt đó đã tính đến chi phí lên đến gần 500 triệu đô la Mỹ. Và hiện tại, như chúng ta đã biết, rất nhiều vệ binh quốc gia hiện vẫn đang hiện diện ở thủ đô. Và chi phí vẫn còn tăng lên. Nhiều người đặt câu hỏi là chi phí như vậy lấy tiền từ đâu ra, phải chăng từ tiền thuế của dân hay không? Có tổng cộng khoảng 26.000 binh sĩ lực lượng vệ binh quốc gia từ tất cả 50 tiểu bang, 3 vùng lãnh thổ và đặc khu DC được đưa về Washington trong sự kiện nước Mỹ có tân tổng thống ông Joe Biden. Và đây là sự kiện điều động chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ kể từ vài thập niên trở lại đây. Phần lớn quân số trên đều rút về lại các tiểu bang, nhưng vẫn còn khoảng là hơn 5.000 quân nhân ở lại theo yêu cầu của cảnh sát quốc họ. Bộ Quốc phòng không nêu rõ chi tiết về mối đe dọa nào khiến phải duy trì lực lượng trên
để tiếp tục bảo vệ thủ đô. Tuy nhiên, Bộ Nội an đưa ra khuyến cáo cảnh sát tình trạng về an ninh có thể từ những phần tử nào đó. Điều này, theo giới chức cho biết, theo các tin tình báo cho thấy một vài tổ chức cực đoan có khuynh hướng hoạt động tiếp tục bất tuân thẩm quyền chính phủ và giai đoạn chuyển tiếp quyền lực tổng thống. Như quý vị đã biết, năm 2020, Trung Quốc đã tăng cường thu mua chip máy tính và thiết bị sản xuất chip điện tử để tích trữ nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến với lệnh cấm của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump. Mỹ đã gia tăng các biện pháp hạn chế quyền tiếp cận công nghệ của Mỹ, của các công ty Trung Quốc. Các hành động của chính quyền Trump đã bộc lộ lỗ hổng của Trung Quốc trong lĩnh vực chủ chốt này, buộc Bắc Kinh phải nỗ lực gấp đôi để phát triển ngành công nghiệp chip trong nước sau nhiều năm chậm tiến độ. Theo phân tích của Bloomberg, dựa trên dữ liệu thương mại chính thức của Bắc Kinh, thì các công ty Trung Quốc đã mua gần là 32 tỷ đô la Mỹ thiết bị dùng để sản xuất chip máy tính từ Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan và các nước khác, tăng 20% so với năm 2019. Và với việc các công ty như là Huawei dự trữ nguồn cung trước lệnh trừng phạt của Mỹ, nhập khẩu chip máy tính đã tăng lên gần là 380 tỷ đô la Mỹ, chiếm khoảng 18% tổng kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc trong năm vừa qua. Vương Đan, nhà phân tích công nghệ có trụ sở tại Thượng Hải của công ty nghiên cứu và tư vấn Gapcow Reaganomics, cho biết rằng trong thời gian tới thì Trung Quốc sẽ phụ thuộc vào nhập khẩu để thúc đẩy việc sản xuất chất bán dẫn của mình. Trung Quốc chưa có khả năng sản xuất thiết bị sản xuất chip tiên tiến mà họ cần. Quốc gia này hiện đang đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực này, nhưng thành công sẽ đòi hỏi nỗ lực kéo dài hơn một thập kỷ. Các công ty Trung Quốc như Công ty Quốc tế Sản xuất Bán dẫn Thượng Hải đã tăng cường mua các máy móc cần thiết để sản xuất tấm silicon và chip máy tính. Theo báo cáo của Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn SIMI, Trung Quốc sẽ trở thành thị trường nhập khẩu lớn nhất thế giới cho các thiết bị này. Với việc Huawei và các công ty công nghệ khác dự trữ chip trước các lệnh chế tài của Mỹ, lượng nhập khẩu đã tăng khoảng là 14% vào năm 2020. Huawei đã bị chính phủ Mỹ đưa vào danh sách đen ngăn cản Huawei mua chip từ các thành phần khác, từ các nhà cung cấp của Mỹ mà họ cần cho điện thoại thông minh và các thiết bị viễn thông. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thắt chặt các quy tắc để ngăn chặn bất kỳ công ty nào sử dụng thiết bị của Mỹ cung ứng cho Huawei. Lượng mua chip của Trung Quốc cũng tăng cao do nhu cầu toàn cầu về máy tính và công nghệ hỗ trợ làm việc tại nhà mạnh mẽ trong thời kỳ đại dịch. Một phần lớn chip cho Trung Quốc nhập khẩu được tích hợp cho các thiết bị từ điện thoại thông minh cho đến máy tính xách tay. Sau đó các thiết bị này sẽ được xuất khẩu. Một trong những người giành chiến thắng lớn trong bối cảnh gia tăng nhu cầu về chip là Đài Loan. Với việc số lượng đơn hàng tại tập đoàn sản xuất chất bán dẫn Đài Loan và các công ty khác đang tăng lên nhanh chóng, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Đài Loan đã lần đầu vượt khỏi Trung Quốc sau 30 năm. Nhu cầu tăng cao cũng góp phần khiến cho các nhà sản xuất ô tô thiếu hụt nguồn cung chip trên toàn cầu và buộc một số nhà máy ô tô phải tạm dừng sản xuất. Theo Bloomberg, nhu cầu thị trường đối với chip sẽ tiếp tục tăng trong năm 2021, theo dự báo của Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Hoa Kỳ. Doanh số bán chip toàn cầu sẽ tăng 8,4%, tiếp tục mang lại lợi ích cho các công ty như TSMC, Intel và Samsung. Các công ty Trung Quốc cũng sẽ tiếp tục mua nguyên liệu nhiều hơn khi họ tìm cách sản xuất chất bán dẫn cho riêng mình. Và công ty như là Tokyo Electron và ASML Holding sẽ tiếp tục hưởng lợi từ đó. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.